Đây là một điều mà làm cho thầy cảm thấy rất bình yên khi ngồi trước các vị. Lời đầu tiên xin chúc thầy trò của tất cả các vị nơi đạo tràng pháp hạnh này luôn được an lạc trong ánh hào quang của Đức Phật. Kính thưa cùng tất cả các vị Phật tử, hôm nay thầy đến đây xin phép được chia sẻ với lại quý vị một vài ý niệm trong kinh Đức Phật dạy cho chúng ta, để chúng ta có thể một phút giây nào đó giữa những nhọc nhằn của cuộc đời, các vị lắng tâm, các vị sẽ thấy được giá trị của lời dạy Đức Phật để giúp cho thân của chúng ta an ổn hơn, tâm của chúng ta định tĩnh hơn. Xin phép được trình bày với lại quý vị nơi đây qua chủ đề học cách buông bỏ phiền não. Ai cũng biết mình đang phiền não, nhưng mà tại sao chúng ta lại không dứt được phiền não? Đây là một cái dấu hỏi rất là lớn. Thưa tất cả quý Phật tử, là học cách giải trừ phiền não có nghĩa rằng thầy muốn đặt vấn đề học Phật của các vị Phật tử. Có thể nói các Phật tử rất là siêng năng, rất là tinh tấn và có tín tâm với đạo Phật, cho nên các vị mới sẵn sàng xếp lại những công việc nhà đến đây để mà tập tu. Nhưng các vị không có thắc mắc vì sao mình có tập tu mà mình không có giải trừ được phiền não. Chính là ở chỗ cách học Phật của chúng ta nó không đúng, tinh thần học Phật của chúng ta nó chưa đúng. Thấy người ta ăn chay cũng nhào ăn chay, thấy người ta tụng kinh cũng xúm vô tụng kinh, nhưng mà buông cái buổi cơm chay ra rồi thì mình là mình, Phật là Phật, không dính nhau. Tụng kinh cũng rân trời rân đất hết, nhưng mà buông cuốn kinh ra thì trần tục cũng quay về với trần tục. Những điều mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta ở trong kinh, rồi các vị tổ, các vị thánh tăng giải thích cho chúng ta nghe những tôn chỉ Đức Phật dạy trong kinh, cái đó gọi là luận. Và có những nguyên tắc, có những phép thức, có những quy củ để giúp cho chúng ta sống ổn định trong một môi trường tu tập, dù là tại gia, cái đó gọi là luật. Tam tạng kinh điển đó Đức Phật đều dạy cho chúng ta cách để mà buông bỏ phiền não, giải trừ đi những cái nghiệp của mình. Nhưng tụ trung chỉ có ba cách mà các vị cần phải để ý, đó là ba môn học làm cho con người ta bào mòn đi những nghiệp chướng, những phiền não của mình. Thuật ngữ Phật giáo gọi là tam vô lậu học, tức là ba môn học mà giúp cho chúng ta sẽ không còn phiền não, không còn rớt lại một chút nào khổ đau phiền não ở trong cái cõi đời giả tạm này. Chúng ta có cái khổ nó vi tế lắm, chúng ta không thể lường được. Như chúng ta nghèo đi, chúng ta thấy không có tiền để đi uống thuốc là chúng ta khổ rồi. Chúng ta không có tiền để mà lo cho con cái học hành, chúng ta cũng sẽ khổ rồi. Nhưng mà đến khi quý vị làm có tiền, quý vị hết khổ chưa? Chưa. Con cái mình còn nhỏ, mình chăm sóc nó mệt, mình thấy khổ ghê không? Thời tiểu học nó đã gắn liền với những mối lo của mình, mình trông cho nó lớn chút xíu chúng ta sẽ đỡ lo. Nhưng quý vị biết, đỡ lo kiểu tiểu học nhưng mà sẽ lo kiểu trung học. Rồi nó lớn lên, nó có bạn, có bè, có bồ, có bịch, cho nó có đủ thứ hết, mình còn khổ hơn nữa. Có con cũng khổ, không có con cũng khổ, có tiền cũng khổ, không có tiền cũng khổ, thậm chí có thân mạng này cũng khổ, quý vị thấy không?
Cái thân mình nó đen, nó lùn mình cũng khổ, mà nó trắng, nó cao cũng khổ. Phải không? Cái thân của mình nó nghèo, nó hèn, bị người ta nói vô, nó ra mình cũng khổ nha. Xin lỗi chứ, đẹp một chút xíu, có bóng sắc một chút coi, khổ không? Cũng khổ, chứ không phải là ngon lành đâu. Khi chúng ta học Phật, Thầy chỉ đề nghị quý vị nên bình tâm để nhìn khách quan về cuộc sống của chính bản thân mình nó đang diễn ra như thế nào, và tâm của chúng ta đang đón nhận cuộc sống đó ra sao. Điều này rất là quan trọng đối với là một hành giả. Còn nếu không, các vị tụng rách hết kinh, đi chùa cho giáp xứ hết, vẫn không có cơ hội để thanh lọc thân tâm, giải trừ phiền não cho chính bản thân của chúng ta. Ba môn học đó trong kinh gọi là giới, định và huệ. Giới tức là những cách thức để giúp cho chúng ta không có phải buông lung tâm ý theo tham dục của mình, không có thả trôi những hành động, những lời nói, những suy nghĩ của mình theo cái nghiệp tập quán, theo cái thói quen đầy tham sân, chấp ngã, hơn thua, ganh tị, hận thù. Đó gọi là giới học. Tức là chúng ta phải tập theo cái đó. Thí dụ như chủ nhật này người ta đi chơi, người ta đi hát karaoke, người ta đi nhậu, người ta đi thả diều, người ta đi đua xe, người ta đi quán cà phê đèn tối, thầy trò mình phải ngồi ở đây. Cái đó gọi là học giới. Con thấy ở nhà uống ly cà phê vui không con? Mệt cái ngồi thoải mái, nằm thoải mái, còn ta đây ngồi tê chân gần chết. Cái đó gọi là học giới đó. Đâu phải mình không biết hưởng thụ. Trời ơi, da thịt này ngắt cũng biết đau mà, phải không? Uống ly nước đá chanh còn biết ngon mà, phải không? Cảm giác chúng ta biết hết. Nhưng tại sao chúng ta phải mạnh dạn cắt bỏ đi những cái cảm giác đó, những cái niềm vui đó? Chính vì mình biết cách để mà điều chỉnh lại cảm xúc của con người. Quý vị thử nghĩ xem, mình đi thôi, mình đi đường thôi, mình đón chiếc xe buýt, dù nó là tuyến xe buýt đó, nó có những cái số xe cái tuyến đó, nhưng mà có nhiều xe trên một cái tuyến, nhưng mình đi nhầm được một cái chiếc xe nó thích, chiếc xe nó đẹp, chiếc xe nó rộng, chiếc xe nó êm, chiếc xe nó mát. Hôm sau mà đi nhầm chiếc xe nó chật, nó nóng, nó ồn ào, mình vẫn tiếc hụi hụi, sao mà mình xui xẻo vậy nè trời, không gặp lại chiếc xe kia, phải không? Cái cảm giác đi một chiếc xe thích thôi, nó còn trói buộc mình, huống chi mình gặp một con người mà mình chớp mắt với nó được. Quý vị thấy cảm giác làm sao? Phải không con? Gặp một người mà dễ thương, con nói chuyện cả ngày cũng không hết chuyện, còn gặp cái mặt mà nó không ưa, nói ba câu là mình muốn goodbye nó rồi. Cái cảm giác của con người nó chi phối chúng ta từng giây từng phút một. Khi chúng ta để ý đến nó và làm chủ được nó bằng những phương thức khép vào trong cái khuôn, cái đó gọi là học giới. Và cái giới này, cái phương thức này, những cái quy củ này, những cái phép tắc này, nó phải dẫn đến tuệ giác thì mới gọi là vô lậu. Tại vì có những cái phương thức, có những cách thức mà đẩy mình đi tới cực đoan thì không bao giờ mở ra phương trời cao rộng của giải thoát cho chúng ta đi. Thí dụ như mình tới một cái nơi nào đó, người ta ép mình không có nằm ngồi không, mình cũng sẽ cố gắng, nhưng mà chưa chắc ngồi là mình sẽ ngộ đạo, sẽ đưa tới giải thoát. Khi mà cơ thể mình mệt quá cũng phải cho mình nằm, đói quá cũng phải cho mình ăn, đằng này không cho ăn cơm, bắt mình ăn ớt. Cái đó cực đoan không? Cực đoan quá. Là thí dụ như vì không cho mình ngồi nên bắt mình đứng, mà không phải đứng trong mát, đứng ngoài trời nắng. Cực đoan quá. Đó cũng là những phương thức, nhưng mà những phương thức đó không đưa tới tuệ giác cho con người, không có mở ra một cái hướng đi để giúp cho chúng ta bình an
bằng cái sự tư duy quán chiếu trên nền tảng của người học đạo giải thoát, dựa vào những cảm xúc đích thực của chính chúng ta, và chúng ta điều chỉnh nó. Đó là những nguyên tắc mà không đưa tới giải thoát. Những giới luật không đưa tới giải thoát, cái đó gọi là giới cấm thủ đó. Thời Đức Phật rất là nhiều. Thí dụ như mùa hè thì đốt lửa ra ngoài trời đứng, mùa đông thì ngâm mình xuống suối, hoặc giả là ăn những thứ đắng để phá đi cái vị giác của cái miệng, cái lưỡi của mình, hoặc giả là không ăn gì hết, ép sát tu khổ hạnh. Những phương thức đó, thưa quý vị, nó không có đưa tới cái sự giải thoát cho con người. Cái đó gọi là giới cấm thủ, không gọi là giới học vô lậu của đạo Phật. Cái thứ hai là định vô lậu. Cách học thứ hai tức là chúng ta phải khép mình vào trong cái khuôn khổ để mình quản lý được những dòng tư duy của mình thông qua những cảm xúc. Thí dụ như mình thích, mình nói chuyện cách khác. Mình không thích, mình nói cách khác. Phải không? Đó. Mình thích ăn, mình ăn kiểu khác. Mình không thích ăn, mình ăn cái kiểu khác. Thích tu, mình tu kiểu khác. Còn không thích tu là tu kiểu khác. Thì mình đang theo dõi những cái cảm xúc được biểu hiện ra qua phương diện nói và làm. Chúng ta để ý nó và kéo nó trở lại vào trong cái khuôn. Tâm của chúng ta sẽ bình lặng, không dao động, không hơn thua, không hận thù, không bao giờ để cho nó phiền não giữa được và mất. Chúng ta tội ý hay là không mãn nguyện, chúng ta vẫn bình lặng. Đó là trạng thái của định vô lậu giải thoát, được đặt trên cơ sở của giới vô lậu học. Tức là phải khép mình vào khuôn khổ. Bây giờ nè quý vị, tại sao phải vào đây ngồi? Ai không có niềm vui, nhất là các bác lớn tuổi. Tuổi này là tuổi nghỉ dưỡng mà con cháu mà nó phục vụ lại mình, nó chăm sóc cho mình sau những năm tháng mình nuôi nó, mình lo cho nó tới lớn. Thế mà ngày hôm nay chủ nhật con cả cái nhà theo lẽ nó chăm sóc cho mình, nhưng mà các bác cũng bỏ hết đi tới đây để ngồi nghe ông thầy ông nói chuyện ầu ơ với dầu, mệt gần chết. Thầy thấy bên kia dọn cơm, xin lỗi, thầy thấy ngán quá, củ cải muối đã mặn rồi còn đem đi kho. Khổ, rất là khổ cực. Tại sao? Chắc chắn mình phải chọn lấy một cái gì đó nó cao hơn, nó thanh thản hơn, nó nhẹ nhàng hơn, và nó giá trị hơn những cái hưởng thụ ở nhà cơm dân nước rót. Nó phải đẹp hơn là mình nằm ở trong phòng máy lạnh có cà phê sữa đá đem tới miệng. Cho nên mình mới chấp nhận cái cuộc sống này, cái nếp sinh hoạt này. Mình khổ vậy đó để mình đổi lấy những cái nó cao hơn, nó thánh thiện hơn, nó tốt đẹp hơn, tạo một cái tiền đề cho chúng ta bình yên lâu dài. Thưa thiệt với lại quý vị, chỉ cần nhìn ra cái chợ. Chợ gì ở đây? Tân Phú Trung ha. Quý vị nhìn ra cái chợ thôi, quý vị sẽ thấy mình với họ một trời một vực. Chưa chắc gì mình có tiền nhiều hơn mấy người ngoài chợ đâu, nhưng mà thầy cho mình ngồi ở đây rất thanh thản, phải không? Chưa chắc gì là mình là sướng hơn những người đó đâu. Họ có điều kiện hơn chúng ta nhiều, nhưng mà chúng ta biết đặt xuống những cái gánh nặng đó, lòng mình thanh thản hơn, mình mới ngồi ở đây. Còn họ vẫn còn phải bon chen, phải ngược xuôi. Nói như thế không phải là thầy trò mình vô trách nhiệm. Tại vì sao? Tại có một số người họ quan niệm rằng người tu theo Phật giáo chúng ta là những người chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết thanh nhàn, chứ không có đóng góp gì cho xã hội trong vấn đề lao động hết. Cho nên hồi xưa thầy đi học, lúc thầy đi học thầy có viết một cái bài: mọi người chỉ thấy cái thanh thản của thầy tu, chưa thấy được chén cơm nguội gắn liền với đời tu sĩ.
Cho dù xây dựng được một đạo tràng lớn, đời tu sĩ cũng gắn liền với một chén cơm nguội mà thôi, chứ đừng nói ăn cơm nóng. Mà thầy không có ăn cơm nóng đâu, bới bữa cơm ra, quý vị thấy không? Phải tụng kinh một buổi trời ăn đồ nguội hết, thậm chí ăn cơm sấy nữa. Và cơm quý vị chê đó, các thầy cũng phải ngâm lại, phải đãi lại, phải phơi lại, hấp lại ăn. Rau củ này kia hư rồi này kia người ta mới cho chùa, phải gọt, phải sắc lại nấu ăn. Thời đó thầy có viết cái bài. Người ta chỉ thấy cái hình thức bên ngoài là các thầy đi đứng nhẹ nhàng, nói năng nhẹ nhàng, dường như là gác bỏ phàm trần. Và họ thấy ở cái góc độ là không tham gia sản xuất, cho nên họ đánh giá người tu là chỉ biết hưởng thụ và không có trách nhiệm với đời sống và xã hội. Nhưng sự lặng lẽ đó để chấp nhận cái cuộc sống khó khăn là một cái đóng góp rất là lớn. Giáo dục con người không có hơn thua, không có hận thù, và phải có tôn chỉ sống một cách rõ ràng. Cái đó là giá trị từ nơi giới vô lậu học. Cho nên chúng ta mới có sự chấp nhận, lòng của chúng ta nó mới thanh thản, mới an định. Ở nhà quý vị thấy không, nhờ con nhờ cháu chậm chút, quý vị có thể giận nó, có thể rầy nó, la nó. Nhưng ở trong đạo tràng này, xin lỗi, có đói gần chết quý vị cũng không dám nói, phải không? Cái đó là do đâu? Năng lực từ đâu có? Từ nơi định, định vô lậu giải thoát. Tức là chúng ta chấp nhận được, chúng ta bình yên được trong cái môi trường này, dù đói lắm chứ. Cho nên cái định vô lậu giải thoát rất là quan trọng quý vị. Cho nên từ đó nó mới đưa tới cái suy nghĩ của chúng ta, bao giờ chúng ta cũng thấy được cái nghiệp nó chi phối mình, mình không có khởi lên phiền não nữa. Cái đó gọi là tuệ vô lậu giải thoát. Học được ba cách này, chúng ta sẽ bình yên, chúng ta sẽ trừ được những phiền não trong cuộc sống. Dù chúng ta không có tiền, dù chúng ta không có địa vị, dù chúng ta không có quyền lực, dù chúng ta không còn cái gì hết, nhưng chỉ còn lại trái tim này. Một trái tim biết học cách giải trừ phiền não, một cái trái tim biết hướng thiện, đó là đủ rồi. Nhưng rất là quan trọng, thầy xin phép được triển khai từng vấn đề một để quý vị thấy được tại sao gọi là tam vô lậu học. Để quý vị suy nghĩ xem thời gian qua các vị học Phật như thế nào, nó đúng chưa? Thầy thấy có nhiều Phật tử ở chùa rất là lâu quý vị, đi chùa nhiều lắm, nhưng mà thầy rất là buồn, nói năng với nhau xin lỗi, thiếu từ bi, thậm chí còn kém văn hóa. Nhưng mà thầy nghĩ là Phật tử thì mình không có nên như thế, nói với nhau khó nghe quá. Trên Facebook, trang mạng cá nhân người ta có thể người ta nói những cái chuyện rất là kỳ cục, nhưng mình là người Phật tử mình không nên tham gia. Có tham gia mình cũng nói bằng tuệ giác, phải không quý vị? Mình nói nhẹ nhàng của cái người học Phật, của cái người có hiểu biết. Thí dụ một con người với nhau, đừng nói học Phật gì hết thôi, mình cũng phải có lịch sự, cũng phải có văn hóa. Huống chi mình là cái người học Phật thì mình phải có từ bi, phải có trí tuệ khi mình nói chuyện. Cho nên thầy xin phép được trình bày lại cái chữ học đối với người học Phật trên tinh thần tam vô lậu học. Chứ không phải mình tới chùa mình đọc Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, vậy là xong rồi. Hoặc là chúng ta tụng chú Đại Bi theo các thầy, theo đạo tràng, vậy là xong rồi. Không có đâu. Học trong tam vô lậu học rất quan trọng. Tại vì chữ học này có nghĩa là công phu tu tập. Nói theo ngôn ngữ thời đại là training, tức là rèn luyện, tập sự, phải không con? Chứ không phải là học A cờ A ca, thêm dấu hỏi cái thành cả, thêm dấu sắc thành cá. Không có. Học Phật không có kiểu đó. Đọc kinh, tụng kinh, niệm Phật chỉ là bước khởi đầu thôi, chưa gọi là học Phật đâu. Cái đó chưa là học Phật đâu. Cái đó là Phật học nhập môn, tức là bước đầu tiên mình vào cửa thiền. Tại vì ai cũng tụng kinh, không lẽ mình đứng đó mình im ru, nó cũng kỳ kỳ. Tại vì chúng sanh nhiều người người ta cũng ngộ lắm, ta nhìn qua nó, ủa ai cũng đọc bài này phải im ru ta, tự nhiên mình cũng nhột nhột.
mình quê, thôi không thuộc kinh khỏi đi chùa. Có nhiều bác không đi chùa, thầy hỏi ra nó con không thuộc kinh, con không đi chùa, thầy nói cha bác không thuộc kinh mình niệm Phật. Bánh người ta đang tụng chú Đại Bi thì sao con niệm Phật, thì bà niệm trong bụng đi. Thì tự nhiên ta đang tụng Nam Mô Hát Ra Đắc Na ra cái bản Nam Mô Di Đà Phật, nó chọi bản tình ca sao được, phải không? Chúng sanh nhiều khi cũng kỳ lắm quý vị. Cho nên chữ học trong Tam Vô Lậu Học nó phải có nghĩa là rèn luyện. Đúng nghĩa trong thiền môn là công phu tu tập, chứ không phải là chúng ta học kinh đâu. Nghe mấy thầy tụng rồi cái mình tụng theo, mình đọc cái đọc theo, chỉ là thuộc càng nhiều càng tốt, cái đó gọi là học Phật. Không đúng nghĩa. Phải thẩm thấu giáo nghĩa của Đức Phật, lời của Đức Phật dạy trong kinh điển, kinh điển chính thống nha, không phải là kinh điển mà bên lề cuộc sống đâu. Kinh điển đó là các thầy chỉ dạy cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta thực tập cái tâm của mình, điều chỉnh cảm xúc của mình, cái đó mới là gọi là học Phật. Nó không có nghĩa là chất chứa kiến thức vào trong đầu giống như ở ngoài đời. Ngoài đời đi học là chất chứa kiến thức, là dồn nén vô, nhét vô đó. Cấp học nào nó có cái cách dồn nén của nó, lớn lên học rồi có bao nhiêu tín chỉ rồi, bao nhiêu chứng chỉ rồi này kia, cái nào cấp bằng này bằng kia, cái đó là dồn kiến thức, nhét kiến thức vô. Nhưng mà chưa chắc mấy cái anh mà tốt nghiệp ra có bằng đó mà xin được việc làm. Quý vị thấy không? Chưa chắc đâu. Bây giờ xã hội bây giờ quý vị thấy, con từng học con biết, thấy không? Những người mà có chuyên môn cao người ta mới cần dùng mình. Thì làm sao con có chuyên môn cao? Chỉ có thực tập thôi, chứ có rèn luyện thôi, tập làm thôi, cái đó gọi là training, tức là thử việc đó, để tập việc, tập làm việc đó. Lâu lâu thầy sổ tiếng Anh cái không biết có trúng không, không trúng quý vị thông cảm nha, tại vì thầy không biết phải dùng cái từ nào, tại cái từ tiếng Anh từ nó dễ hiểu nhất, huấn luyện cho người ta đó. Cho nên mình phải phân biệt được cái chữ học của học Phật ở trong đạo nó khác hoàn toàn với lại học tập ở ngoài đời. Khi mình hiểu được cái chữ học có giá trị đó thì các vị sẽ quán chiếu được sự học Phật của chúng ta trong thời gian qua nó có đúng nghĩa hay không. Nó không đúng nghĩa là coi như là mình phải điều chỉnh lại thôi, chứ không cách nào chúng ta được bình yên hết. Học ở ngoài đời là dùng trí năng để mà thu thập kiến thức, còn học Phật là thực tập, là công phu, là rèn luyện. Thầy xin nhắc lại, học Phật là thực tập, là công phu, là rèn luyện. Thực tập cái gì? Tức là chúng ta tập lại cách sống. Tập lại cái cách sống làm sao để lòng chúng ta đừng có dấy lên phiền não, đừng để phiền não nó chi phối mình nữa. Và chúng ta thực tập liên tục, không có theo thời vụ, không có theo mùa. Mùa nắng tu khác, mùa mưa tu khác, ban ngày tu khác, ban đêm tu khác, phải không? Khỏe tu khác, bệnh tu khác, còn lúc vui với thầy trụ trì tu khác, lúc giận thầy trụ trì tu khác, phải không? Công phu không có chuyện hợp đó. Không có chuyện mà đẩy đưa theo mùa, theo thời tiết, theo cảm xúc của con người, mà nó thể hiện sự miên mật của chúng ta. Hành trì miên mật bền bỉ. Sáng nay thầy có dạy các chú đệ tử thầy, trong chùa có mấy chú bệnh không ăn chiều, giờ chỉ tịnh người ta ngủ hết rồi, thức dậy lại Phật, bái sám công phu. Nói chung tinh thần tu tập rất cao. Nhưng các chú đó không có hiểu được rằng đời của các chú tu đến năm 30 năm nữa lận. Mấy chú đốt giai đoạn tu 1 năm mà ngã bệnh. Sao tu được? Giờ mấy chú mất sức rồi, bệnh không kéo lại được. Giai đoạn đó thầy từng đi qua mà. Quý vị biết hồi xưa thầy học á, thầy quy định một ngày thầy chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ thôi. Khi nào thầy khỏe, còn mệt thầy ngủ 3 tiếng. Thầy học là thầy để cái quạt máy ngay trước cái đầu thầy nè, mà gỡ cái dĩ ra để thầy ngủ gục xuống, nó chém vô cái đầu thầy để thầy thức lại. Thầy tỉnh lại thầy học tiếp.
Thầy cứ nhớ tới các vị thiền sư ngày xưa ra ngoài bờ vực thẳm ngồi thiền đó, một là chết, hai là ngộ đạo. Hễ mà hôn trầm ngủ gục là rớt xuống vực thẳm chết liền. Cho nên mới có cái công án thiền là hố thẳm buông tay. Thấy gương của các vị tu đó hoặc leo lên cây ngồi thiền, nhúc nhích rớt, nhúc nhích cái là rớt à, phải tỉnh. Ngủ gục mê cái là rớt xuống chết liền. Nhưng mà rồi được cái gì? Sau đó thầy bệnh thê thảm. Quý vị biết 10 năm trời thầy không học lại được, không công phu, không tu tập được. Nếu giai đoạn đó vô thường tới thì làm sao? Cho dù tinh thần mình là tinh thần thép đi chăng nữa, cảm xúc của con người bởi đau đớn bệnh tật trên cơ thể mình vẫn bị chi phối. Khả năng tu tập của mình nó hạn chế lắm. Thầy mới nói với các chú đệ tử, thầy phải tính cái nước dài. 30 năm mình giữ thời khóa như thế không thay đổi giá trị của mình, nó khác liền. Chứ đâu có tính mấy năm rồi cái mình ngưng. Ngày nào mình cũng tu y như vậy hết. Nếu là 10 năm, 20 năm, 30 năm coi giá trị con người nó như thế nào. Đây là gọi là công phu đó. Công phu tu tập đó, tức là người học Phật phải có sự hành trì như thế liên tục, chứ đâu phải là chỉ đọc kinh điển và ba câu niệm Phật và ba sâu chuỗi ăn chay được mấy bữa cái mình nói mình tu tập rồi. Phải công phu là như thế, phải rèn luyện mình. Cho nên chữ học này nó là một thời gian thực tập để chúng ta trao dồi cái giới của mình đã thọ, tức là khép mình vào trong cái khuôn đó mà mình không khởi lên cái sự chán nản, mệt mỏi, buồn phiền suốt một thời gian dài. Cái đó mới gọi là học Phật. Nếu như là xuất gia, quý vị thấy các chú vào chùa ít nhất cũng phải là vài tháng cho tới một năm mới được thấy pháp. Thế pháp 2 năm sau mới thọ xa di giới, tức là từ chú tiểu 2 năm mới thọ giới, được gọi là chú sa di. Ở ngoài Bắc gọi là sư bác, tức là chú sa di. Sau đó là phải 2 năm, tệ nhất 2 năm mới được thọ giới tỳ kheo, nếu đủ đạo hạnh, đủ kiến thức và đủ năng lực. Phải một thời gian dài. Còn bên ni là còn khó hơn, 2 năm sa di ni rồi phải thọ thức so thêm 2 năm nữa, sau đó mới được thọ tỳ kheo ni. Thời gian nó dài hơn bên các thầy. Khi mà chúng ta chưa thành công, có nghĩa rằng chúng ta vẫn còn phiền não, thì quá trình học Phật đó gọi là hữu học, chưa gọi là vô học, hay còn gọi là hữu lậu, chưa gọi là vô lậu. Tức là vẫn còn rịnh ra phiền não, vẫn còn chảy phiền não ra, giống như là một cái lu mà nó bị nứt một chút xíu thì nó rịnh nước ra, cái đó gọi là lậu đó. Tức là nó còn rỉ phiền não. Cái này nó vi tế lắm nha quý vị. Chỉ có ai tu miên mật thiền định mới thấy được cái vi tế phiền não này. Mình nhiều khi mình tưởng là mình gác hết tất cả mọi cái trần duyên rồi, chúng ta nhiếp tâm, chúng ta lo học Phật tu Phật rồi. Nhưng khi ngồi một mình, quý vị sẽ thấy được cái cuộc sống này nó không đơn giản, và chúng ta học Phật cũng không đơn giản. Vẫn còn đầy dẫy những phiền não ở trong tâm của mình, ở trong cái cuộc sống của mình, sao mà không phiền não được? Những điều mà không vừa lòng mình, không có hài lòng mình, không vừa ý mình, lập tức chúng ta sẽ phiền liền, chúng ta bực bội liền. Cho nên là phải quán chiếu liên tục. Hễ chúng ta học mà chưa thành công, chưa có thuần thục được tâm của mình, cái đó gọi là hữu học, hay còn gọi là hữu lậu, tức là vẫn còn rớt ra phiền não. Chúng ta đạt tới cái trình độ vô học, tức là không bị trần cảnh nó chi phối, tâm của chúng ta không loạn động bởi phiền não nữa, cái đó gọi là vô học. Vô học ở đây không là trình độ tu tập cao lắm nha, chứng quả đó, chứ không phải giống như là kẻ thất học ở ngoài. Ở ngoài đời không có học đó, người ta gọi là vô học. Nhưng mà trình độ vô học ở trong chùa, tức là người ta bước qua đẳng cấp của cái học rồi và không bị kẹt bởi cái học đó, gọi là vô học. Tức là người ta chứng quả rồi, ta rất nhẹ nhàng, người ta rất dễ thương, cũng là một cách xử sự thôi. Còn mình thì mình ào ào, mình có thể là mình sẽ trút cái cơn giận lên người khác, hoặc giả là chúng ta phản ứng mạnh dạn, nhanh,
để mà khẳng định cái tôi của mình. Cho nên trình độ vô học là đã thực tập xong, đã rèn luyện xong rồi. Ở trong đạo không cần phải thực tập nữa, lòng của chúng ta vẫn an nhiên tự tại trước biến dịch của cuộc sống. Cái đó gọi là vô học. Thì đây là kinh điển của Phật giáo nói vấn đề này nhiều. Chứ không phải đi tới đạo tràng học, chúng ta gọi là học Phật đâu. Không phải các thầy xuất gia đi tới trường trung cấp Phật học, tới trường cao đẳng, tới trường cao cấp này kia học, gọi là học Phật đâu quý vị. Cái học đó là cái thu thập kiến thức thôi, chứ chưa gọi là cái học của người học Phật. Học của học Phật là áp dụng những điều mà mình hiểu trong đời sống hàng ngày qua sự thực tập của chúng ta. Cái đó mới được gọi là học Phật. Tại vì học để lấy kiến thức, cái chuyện đó dễ lắm. Nhưng mà học mà để thực tập, làm cho lòng của chúng ta bớt phiền não, giải trừ hết tất cả những muộn phiền, điều đó không phải ai cũng làm được. Cho nên các vị thấy trường Phật giáo mở ra đầy hết, các thầy ào 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 đi vô học, ai cũng gửi đệ tử đi học. Nhưng mà sau khi học đó xong rồi, các thầy ra trường rồi, được bao nhiêu người thanh thản, an lạc, được giải thoát, các vị thấy không? Nội bây giờ giảng sư thôi, các vị có thể tiếp cận rất nhiều giảng sư, chỉ cần một cái gõ tay thôi, chỉ cần một cái gõ, một ấn vào một cái phím thôi, là các vị có thể tiếp cận được rất nhiều thầy. Và các thầy đó cũng là những vị thầy dạy cho chúng ta tu học. Ta dễ học Phật như thế đó. Chúng ta học Phật rất là dễ. Nhưng mà cái chất Phật ở trong cái đời sống của chúng ta được ứng dụng ở đẳng cấp nào? Đây là vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Cho nên ngày xưa, dù các hòa thượng ít dạy, ít, rất ít giảng sư, nhưng mà các Phật tử trước đây, người ta học Phật rất là chắc. Là vì những người mà dạy chúng ta học Phật lại là những bậc tôn túc học Phật đúng nghĩa, ứng dụng được giáo lý của đạo Phật trong đời sống tu tập của các vị thầy đó. Cái chất tuệ giác nó có, chứ không phải là kiến thức được dồn nén. Quý vị đi về quê đi, nhiều khi mình gặp một vị hòa thượng, một vị sư bà, nhưng mà sự lặng lẽ của một sư bà ngồi lặt từng cọng rau, một cọng rau là một tiếng niệm Phật, bình yên giữa thế sự như thế. Một vị hòa thượng chống gậy, một cái bước đi là một tiếng niệm Phật, gặp mình cũng cúi đầu chào Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật đi con. Đó là những bài pháp sống vô giá. Cho nên cái học và thu thập kiến thức nó không quan trọng bằng ứng dụng những điều mình hiểu qua kinh điển trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Đó mới được gọi là học ở trong tam học. Tại sao chúng ta phải học? Tại vì cuộc sống của mình nó còn vướng lụy, nó còn nhiều buộc ràng. Mình cứ đi vòng vòng trong thế giới sầu thương, khổ đau, hơn thua, giận hờn, ghen tị, phiền não, tham đắm, rồi cuối cùng chúng ta chết trong tuyệt vọng. Đôi khi mình đang gắng leo lên được một chút, mình rớt lại, rơi vào trong cái vòng xoay đó, chúng ta không thoát ra được. Thầy thấy có nhiều Phật tử rất đáng thương, rất cố gắng tu tập, nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi quay trở lại, rơi sâu vào trong cái vòng xoáy đó một cách thê thảm, không rút chân ra. Đó. Cho nên mình thoát ra không được, mình xa lìa không được. Thế giới của hệ lụy là thế giới của khổ đau, thế giới của tham sân là thế giới của phiền não quý vị, thế giới của hận thù là thế giới của buộc ràng. Mà chúng ta không xa được nó thì chắc chắn chúng ta sẽ bị phiền não bởi nó. Cái đó gọi là hữu lậu. Cho nên chúng ta học theo cái kiểu vô lậu học, nhất định chúng ta phải bứt phá, phải vượt qua khỏi những cái thứ đó. Đó mới là năng lượng lớn nhất cho đời tu sĩ và người học Phật của chúng ta. Trên cái tinh thần tu tập, nhất định không để cho rơi trở lại. Một khi chúng ta ý thức được rồi, chúng ta đừng bao giờ để cho nó rơi rớt trở lại nữa. Quý vị đừng có thắc mắc bởi người khác. Khi nhìn thấy người khác tu chưa tốt, tại thấy Phật tử bị dao động vấn đề này nhiều. Thí dụ như nghe một thầy nào đó ra đời, quý vị quý mến thầy đó, quý vị cũng buồn chứ phải không?
rất là buồn. Như ở Trung Quốc, cái giới trẻ bị suy sụp là tại vì ở bên Trung Quốc có một pháp sư rất nổi tiếng, rất giỏi quý vị, giỏi vô cùng là giỏi, có rất nhiều bằng cấp, nhưng mà cái giỏi của thầy này không phải là ở bằng cấp mà sự thực tập. Nói một lần đó, có thể là 1000 sinh viên đi theo xuất gia một buổi nói chuyện của thầy đó giữa giảng đường đại học. Quý vị thấy sức hút lớn không? 1000 sinh viên mà thầy xuất gia là đâu phải chuyện đơn giản. Có thể nói đó là một cái niềm tự hào của giới tri thức trẻ Phật giáo Trung Quốc. Đụng cái ông thầy chơi vơi giữa hai đầu nỗi nhớ, cắt nửa vần trăng. Mấy ngàn đệ tử sinh viên ra đời hết. Quý vị thấy tội nghiệp không? Mấy em sinh viên này nó không có chánh tín, nó không phải là cái niềm tin kiên cố đối với lại vấn đề học Phật, chẳng qua chỉ cảm tình với ông thầy thôi, cho nên ông thầy sụm cái đệ tử rạp xuống theo. Ở Việt Nam chưa có thầy nào mà được như thầy đó hết. Đời sống có thể nói là rất dễ thương, sống lặng lẽ, sống nhẹ nhàng, đứng ở trên đỉnh cao của danh vọng địa vị, thầy gạt hết, thầy chỉ quần phá, thầy dạy dỗ, đùng cái ra đời, sụp đổ tinh thần liền. Thí dụ như các vị đi nghe các thầy giảng, có biết thầy đó tự nhiên bây giờ cái nghe tin thầy đó không tu nữa, các vị cũng sụp đổ chứ, phải không? Cũng buồn, tại vì đâu phải ai cũng đi chùa một cách thoải mái đâu, nhiều khi trốn chồng, trốn con đi chùa nữa. Xong cái đi nghe ông thầy đó giảng vài bữa, ông thầy đó không tu nữa, cái ông chồng đó bà đi tu đi, thầy bà đó. Khổ ghê chứ, đâu phải giỡn. Cho nên ở đây thầy xin thưa với lại quý vị rằng, một khi chúng ta biết được rằng chúng ta học Phật là chúng ta phải học vô lậu, học cái giải thoát, thì phải mạnh dạn, đừng để cho mình rơi trở lại, không bị lọt vào trong cái bờ sanh tử đó nữa. Dù chúng ta chưa chứng quả thánh nhưng nhất định chúng ta không để rơi rớt lại. Quý vị thể hiện nếp sống thì quý vị sẽ thanh thản lắm. Phải mạnh dạn nha. Thí dụ như mình tới giờ mình uống cà phê đá đi, nó tới cần kỳ, con cháu mình đem chậm chút xíu, mình cũng vui vẻ với nó. Chúng ta đừng có buồn, chúng ta đừng có sân si. Đó là thể hiện cái chất Phật của mình. Mình tu tập, mình rèn luyện đó, chậm chút cũng đâu có sao đâu à. Mình ngáp vài ba cái thôi tỉnh chứ có gì đâu, phải không? Đó, một ngày uống 2 ly giảm xuống, ngày uống 1 ly, rồi từ từ, rồi 2 ngày uống 1 ly, rồi 3 ngày uống 1 ly, rồi tới mức mình không cần ly nào nữa hết. Quý vị cứ thể hiện cái nếp sống của cái người học Phật, quý vị sẽ cảm thấy dễ chịu, thoải mái lắm quý vị. Năng lượng mà vớt mình ra khỏi hệ lụy, quý vị phải biết bắt đầu từ nền tảng của người có biết suy nghĩ trong từng hơi thở một, mà trong thiền gọi là niệm. Cho nên chánh niệm nó quan trọng lắm, nhưng mà trong kinh gọi là giới, giới định tuệ hoặc là niệm định tuệ rất là quan trọng. Chúng ta phải hướng về ba cái nguồn năng lượng này trong đời sống của mình. Nhất định chúng ta không để cho tâm ý của mình nó loạn động. Thì quý vị biết ở trong kinh điển, Đức Thế Tôn nói rất là nhiều bài kinh về cách để chúng ta quán chiếu cái đời sống thực tại, để chúng ta quay về với chánh niệm. Mà cách căn bản nhất là đếm hơi thở, tức là quan sát cái hơi thở của mình. Khi hít vô, khi thở ra, chúng ta phải để ý nó, và chúng ta biết rõ ràng mình có còn đang thở không. Nhiều khi mình quên á, mình quên mình đang thở, phải không quý vị? Tại mình hít thở theo cái thói quen rồi, cứ thở bình thường cho nên mình quên mình đang thở. Lâu lâu bây giờ mình để ý cái mình, ý trời ơi, tôi còn thở, mừng quá mừng. Mình còn thở để mình niệm Phật, mình còn thở để mình sống yêu thương, mình còn thở để mình sống nhẫn nại, chứ không phải mình còn thở để mình sống hận thù, để mình trút giận lên đầu người khác. Bao nhiêu người giành giật cái sống với cái chết, quý vị thấy không? Cấm ống, cấm dây, chuyền đồ túa xua hết, mà còn ngáp, còn trợn, còn hả họng ra thở không được. Còn mình thở gì ngon lành quá mà không trân quý. Cho nên lâu lâu quý vị cứ
vú cái ngực mình, cái mình coi cái mình còn thở không. Đó, lâu lâu quý vị phải nói hên quá mình còn thở. Thở để làm gì? Thở để sống yêu thương, để sống chia sẻ, để sống bằng lòng với những gì mình đang có. Rất là quan trọng. Cho nên Đức Phật có dạy một cái bài kinh gọi là bài kinh quán hơi thở, hay là bài kinh quán niệm hơi thở. Hít vô thở ra mình biết. Cách này rất là quan trọng nha quý vị. Mình biết mình đang thở đồng với nghĩa mình loại trừ phiền não đó. Thế mình biết cái này là mình sẽ không biết cái khác. Cho nên quý vị thấy tại sao mình vừa tụng kinh vừa niệm Phật mà mình còn biết mình chuẩn bị đi đòi nợ ai, mình còn biết được ai mới nạt mình, là tại vì cái biết niệm Phật của mình nó không có chuyên. Cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, cũng niệm rân trời chứ không phải giỡn đâu, niệm to hơn cả micro nữa. Nhưng mà trong bụng mình á, mình nhớ cái bà này nè, quan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp bà chì chiết mình, bà nói nặng nói nhẹ mình, bà liếc thấy mình. Tức là cái biết niệm Phật của mình nó không có chuyên, nó có cái kẽ hở, cho nên nó mới len vô cái biết cái bà gây chuyện với mình. Đó, quý vị thấy không? Bao nhiêu cái biết chung quanh cuộc sống mình từ nhỏ tới lớn, nhiều lắm quý vị, rất là nhiều. Cho nên quý vị đừng có tưởng là mình nhớ sực ra mình còn thở là nó đơn giản. Khi mình nhớ sực ra, quý vị sẽ biết mình đang thở vào, mình đang thở ra. Biết một cách chắc chắn đó là chánh niệm. Không phải dễ đâu, khó làm lắm, mình phải tập. Cho nên ở trong kinh nó có một cái bài kinh gọi là kinh An Bang Thủ Ý. Quý vị có biết bài kinh này chưa? Tức là dạy cho mình cách hít thở đó, giữ cái tâm ý mình khi mình hít hơi thở. Đây là một bài kinh được dịch ra đầu tiên ở Việt Nam do Ngài Khương Tăng Hội dịch. Bài kinh đầu tiên được dịch ở tại Việt Nam này, cách đây hơn khoảng 2000 năm. Kinh An Bang Thủ Ý. Chắc quý vị chưa có học bài kinh này phải không? Quý vị tìm hiểu trên mạng nó có. Có rất là nhiều người dịch. Kinh An Bang Thủ Ý, kinh này, kinh là Anab, mà cái tên tiếng Phạn của nó là Anapanasati. Tức là dịch ra là An Bang Thủ Ý, tức là ý thức được cái hơi thở của mình khi vào khi ra. Chỉ giữ cái ý thức đó thôi, không để ý thức đó nó xen tạp bởi một cái suy nghĩ nào khác hết. Bài kinh này là bài kinh mà về thiền học đầu tiên ở Việt Nam. Kinh An Bang Thủ Ý đó, dịch gọn đi là thủ ý, tức là giữ cái ý của mình đó. Lấy tâm ý của mình làm chuẩn để chúng ta quán chiếu và nhận diện ra được rằng à, em đang còn thở, em đang còn biết thở đó. Khi mình biết thở, mình đang còn thở, thì tự nhiên mình sẽ quên đi những cái khác. Cho nên quý vị thấy Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh đó, khi mà dạy cho các thiền sinh hoặc là các khóa tu đó, khi Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng giảng thì lâu lâu Hòa Thượng thỉnh một tiếng chuông để mọi người phải dừng lại cái suy nghĩ đó và quay về với lại cái hơi thở hiện tại của mình. Cũng dựa trên nền tảng của An Bang Thủ Ý Kinh này, một cái bài kinh rất là quan trọng. Cho nên người học Phật của chúng ta phải biết nhận diện những gì đang xảy ra trong cơ thể của mình, gọi là niệm thân. Tức là cơ thể của mình đang nóng, đang lạnh, đang đói, đang khát, đang bực bội bởi xúc chạm, hay là đang thích thú khi xúc chạm. Chúng ta biết hết những cái cảm thọ đó, cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ không vui không buồn chúng ta cũng biết, cảm thọ dễ chịu, cảm thọ khó chịu, cảm thọ mà không dễ chịu cũng không khó chịu. Tất cả những thứ đó chúng ta phải để ý hết. Trong kinh gọi là niệm thọ, tức là niệm thân xong tới niệm thọ. Tức là chúng ta luôn sống với lại cái sự tỉnh giác từ nơi cảm xúc của cơ thể mình, cái cảm nhận của cái cơ thể mình. Như bây giờ quý vị đang ngồi, quý vị biết quý vị tê chân không? Biết chứ sao không biết. Tê chân thì mình làm gì? Mình rút chân lên, mình duỗi chân ra, nó cũng còn tê. Mình trở chân qua bên đây đó. Mình ẹo qua ẹo lại, ẹo tới ẹo lui. Có cái bác đó, quý vị biết, bà hỏi thầy chứ có cái bài kinh nào mà
mà dạy bà thần chú nào mà dạy cho bà đọc để bà ngồi tụng kinh bà không đau lưng. Bà nói bình thường bà ngồi không đau lưng, mà tới khi tụng kinh là bà ngồi bà đau lưng, bà ngáp. Bà ngáp lên ngáp xuống vậy bà ở tới ở luôn vậy đó. Thầy nói là do đầu tiên khi bà ngồi tụng kinh cái bà buồn ngủ bà ngáp. Cái từ cái tư tưởng mà tụng kinh nó ngáp nó đi vào trong cái suy nghĩ bà rồi. Tức là mình mặc định đó, mình nói kiểu đơn giản là mặc định đó. Thì tự nhiên mỗi lần tụng kinh bà nghĩ tới bà ở bà ngáp, bà ngáp nữa. Giống như mình bây giờ nè quý vị thấy không? Bây giờ mà ai mà đem một dĩa xoài chua mà với chén nước mắm đường mà dầm ớt cái trời, tự nhiên mình nuốt nước miếng ợt liền. Có mấy người nuốt kìa. Do mình ăn nhiều lần rồi, bây giờ không cần cái dĩa đó, chỉ cần nhắc tới thôi là mình cũng nuốt nước miếng rồi. Phải không quý vị? Thì cái bát này cũng giống vậy thôi. Đó. Thầy quý vị biết không? Cái ông chồng bà đó là Phật tử phải, nó rất dễ thương. Ông nói không cần đâu, không cần bà đọc cái bài thần chú nào để bà tụng kinh bà đỡ đau lưng đỡ ngáp đi, chỉ cần bà đọc cái bài chú nào mà bà đánh bài mà bà đau lưng đó, cái đó mới quan trọng. Bà đánh bài 3 tiếng hồ 4 tiếng hồ không đau lưng. Bà ngồi đánh bài tiếng sắt á, 4 tiếng hồ không đau lưng, mà tụng kinh có 30 phút bà đau lưng. Ông chồng chọt cho bà ăn câu là bây giờ học cái câu thần chú nào mà đánh bài đau lưng, để cho bà bớt đi cái sát phạt, bớt đi cái hơn thua. Cho nên khi chúng ta quán chiếu về cái thân của mình và cái cảm thọ trên thân của mình, quý vị biết rất là quan trọng. Tự nhiên chúng ta sẽ hiểu ra được nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ nơi tâm chúng ta. Tại sao mình gặp cái người đó mình tránh mặt đi? Tại vì mình giận họ, mà mình không công nhận mình giận họ. Phải không quý vị? Nhưng mà ai biết mình giận họ? Mình biết. Mình biết rõ hơn ai hết. Tại sao mình không thích gặp người đó nữa? Gặp cái mình né dạt đi. Hoặc là gặp họ cái mình nói bóng nói gió, tôi nghèo mà đâu có giàu giống ai kia. Chỉ có mình với Phật biết mình là ai, đang làm gì thôi. Phải không quý vị? Cho nên quý vị thấy quán niệm về những cảm thọ trên cơ thể và những cảm xúc ở trong thân tâm mình, mình sẽ mở ra một cơ hội giải thoát. Nói hai vợ chồng trong nhà thôi, đừng nói ai xa hết. Ngày trước thì leo rào phóng tường để đi gặp, còn bây giờ ở chung nhà gặp mặt không nói. Ông ở lầu trên, bà ở lầu dưới, nói chuyện nhau qua tin nhắn điện thoại. Tại sao vậy? Tại vì mấy đứa con không có chịu quán niệm về cảm thọ. Mình biết mình chứ, mình biết mình rõ hơn ai hết. Mình giận, mình giận vợ mình vì cái gì, mình giận chồng mình vì cái gì, rồi mình không nói ra, mình cứ ấm ức ở trong lòng, rồi mình cứ mượn cái này mượn cái kia. Dân gian kêu là bắt chó bắt mèo mà nói, nó bóng nó gió, nó hu nó dượng đó. Cái này là mấy cô rất giỏi, thầy nghĩ đi thi người nào cũng đạt huy chương vàng hết về cái vấn đề nó bóng nó gió. Phải không mấy bác, mấy cô á? Phải không? Thầy hỏi mấy bác nữ mà bác nam này chắp tay chào bác đồng tình với thầy này. Mấy cô là giỏi cái này lắm. Cho nên đừng có tưởng là phụ nữ là không có tu tập tốt nha. Chính vì nhiều cái chi ly phiền não đó, vụn vặt phiền não trong tâm phụ nữ nhiều, cho nên cơ hội thành Phật của Phật, của Phật tử nữ rất là cao. Cho nên quý vị thấy trong kinh Pháp qua không? Long nữ hiến Minh Châu lập địa thành Phật. Tức là vừa hiến Minh Châu ngay nơi đó thành Phật liền. Một khi đã trút được những cái phiền não, bỏ được phiền não, khởi tâm Bồ Đề, trí tuệ sẽ bừng phát, thành Phật liền ngay đó mà. Cho nên quý vị đừng có ngại, đừng có ngại cuộc sống mình dẫy đầy phiền não rồi mình thả trôi nó, không có. Khi mình quán chiếu, mình biết mình đang giận, mình biết mình đang buồn, mình biết mình đang thảnh thơi, mình biết mình đang hạnh phúc, mình biết mình đang chìm đắm, mình biết mình đang lẫy, mình biết mình đang gút mắt chuyện gì đó, mình nhận diện được cái sự vận hành của cảm thọ, của những suy nghĩ trong tâm mình. Cái đó gọi là niệm tâm. Mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật mà nói mình niệm Phật ngon lành. Xin thưa, niệm Phật là thuốc. Mình phải biết bệnh, bệnh gì để mình niệm Phật gì. Và mình niệm Phật lúc nào cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật xong. Đối với một cái người ngộ đạo, người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, người ta rất thanh thản.
Còn mình cứ niệm hoài, niệm quỷ mà niệm không xong, nhiều khi còn quên nữa. Mắc chữa lộn sao nhớ niệm Phật, mắc giận hờn sao rảnh mà niệm Phật, phải không quý vị? Quên phân Phật đi chứ. Thầy cũng quên được nói chứ quý vị. Thầy nghe thầy trong chùa đó, thỉnh thoảng thầy cũng quên Phật. Có lúc thầy cũng giận đệ tử của thầy, thầy cũng bực mình mấy chú, thầy quên niệm Phật. Tới hôm mới sực nhớ ra, trời đất, làm lúc mình đang giận nó vô thường tới, mà đi đâu ta? Đâu có theo Phật, phải không? Vô thường tới bất kỳ lúc nào. Mà mình tu hành mà mình không theo được Phật, cận tử nghiệp mình là cận tử nghiệp của giận hờn, của buồn thương, của ích kỷ, của tật đố, thì quý vị nghĩ đường trước của mình nó hẹp lắm, không thênh thang, không có rộng lối. Cho nên chúng ta học Phật sai rồi. Rất nhiều bài kinh dạy cho chúng ta niệm, niệm về cái cảm xúc, cái suy nghĩ, cái dòng tư duy của tâm thức mình. Thì ở trong duy thức học nói mình có 51 loại tâm, tâm hành về bất thiện. Quý vị có cơ hội quý vị sẽ để ý, sẽ thấy không phải là đơn giản mình giận nó mình không ăn cơm là giận không đâu. Không có. Trước khi mình giận mình không ăn cơm là mình còn liếc nó. Mình liếc nó trong bụng mình, mày ăn đi, cho sáng mắt mày ra, tao không thèm ăn đồ của mày, coi tao có chết đói không? Phải không quý vị? Mà vô phòng đóng cửa cái rầm nữa, mình đâu tưởng mình giận rồi, cái mình đóng cửa cái rầm, mình leo giường mình nằm rồi, xong rồi thôi, rồi mình khóc là hết chuyện. Xin thưa không có đâu em. Trời ơi, tâm của mình nó là một bãi chiến trường, mà xung quanh đó là toàn là sát thủ không, mà mình phải là tướng sói trên trận mạc, mình phải ra tay mình giết sạch hết tất cả những ai đối kháng với mình. Chứ đâu phải mình đóng cửa cái rầm, mình leo giường mình nằm rồi mình khóc thúc thích là mình giận, mình buồn, mình chỉ nghĩ vậy thôi. Tâm của mình ghê gớm lắm quý vị. Lát nữa thầy sẽ nói về cái vấn đề này, về vấn đề mà niệm tâm. Ở trong kinh Đức Phật nói rất là quan trọng nha quý vị. Cho nên chúng ta phải quán chiếu nó, phải nhận diện cho nó. Những cái gì nó đang xảy ra trong cái thân này và trong cái tâm này, mình phải nhận định cho nó một cách rõ ràng. Mình học Phật mà, với cái cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác chấp nhận được, cảm giác không chấp nhận được, chúng ta phải phân biệt cho rõ, phải biết cho chắc, đừng có lập lờ. Đa phần là mình giấu, phải không? Giấu hết. Ví dụ mình giận người đó mình cũng giấu, không có gì đâu chị, em không có gì đâu, chị đừng có bận lòng, bà đã vừa quay lưng. Phải không? Một cái hứa đó bao nhiêu giây? Nhanh lắm, một giây thôi. Nhưng tâm của chúng ta nó biến chuyển bao nhiêu sát na, sanh sanh diệt diệt, buồn buồn khổ khổ, vui vui nhớ nhớ thương thương, phải không? Cho nên ở hai đầu nỗi nhớ là xưa rồi diễm, ở muôn trùng nỗi nhớ, chứ đừng có nói ở hai đầu nỗi nhớ. Giận lắm nhưng mà người đó không nhắn tin cái mình buồn, cứ cầm điện thoại có chờ người đó tính nhắn, thì mình cứ nhắn tin cho nó đi, mắc mới gì mà chờ nó nhắn tin cho mình chứ, phải không? Tại vì mình đang giận nó cho nên mình không nhắn tin cho nó, phải nó phải làm lành với mình, phải không mấy cô? Cho nên thầy chỉ khuyên quý Phật tử mình học Phật dõng mạnh hơn và trung thực hơn với cảm xúc của mình, đừng có tự lừa dối mình. Cái lừa dối này nó nguy hiểm lắm, nó sẽ nhấn chìm mình càng ngày càng sâu vào những cái ảo giác và cái tham sân. Tại vì hãy mình giận hờn, mình tham lam là nó sẽ đưa mình tới những cái tranh đấu, cái hơn thua, rồi mình tự lừa mình không có đâu, tại người này như vậy, tại người kia như vậy, rồi mình cứ buồn vu vơ này kia cái nọ. Cuộc sống này đâu có phải đơn giản như vậy, quý vị thấy không? Có người ta đa sầu đa cảm lắm. Trời, áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường, áo nàng nâu anh thích ăn đậu hũ. Cái cảm xúc con người nó nhại như vậy đó, và nó mong manh lắm, đâu phải đơn giản. Mà mình lại không khéo khỏa lấp, khỏa lấp nó, mình tưởng nó hết. Xin lỗi, làm sao hết được? 10 năm sau mình gặp lại người đó, cảm xúc vẫn còn nguyên nha quý vị. Buồn, thương, giận, ghét, hận đều còn nguyên.
Chẳng qua đó là những cọng cỏ bị đá lấp lên mà thôi. Cỏ chưa chết đâu. Đá nó lật ra, cỏ đó nó bung lên còn mạnh hơn nữa. Có bà bác đó bác, bà nói, bà kể thầy nghe mà vui lắm. Bà năm nay 70 tuổi rồi mà còn gặp lại người xưa, quý vị trầu ô ghê vậy đó. Có cháu nội cháu cố rồi mà bây giờ gặp lại cái ông đó, ông tỏ tình với bà. Bà không biết đồ, con khó chịu lắm thầy, con không biết làm sao. Nhưng thật sự là con vẫn còn yêu. Trời ơi, quý vị thấy không, học Phật là một chuyện, nhưng mà bây giờ yêu sao, Phật đâu có cấm mình yêu đâu. Nhưng phiền não thầy mới hay chọc ghẹo bác đó, thầy nói đố ai nằm võng không đưa đó, gặp người tình cũ như mưa trong lòng. Tức là do chiến tranh loạn lạc bác này đi rồi xong rồi lấy chồng, ông này tìm không gặp bác này nữa, cho nên là sau thời gian đi nước ngoài ở rồi vợ chết rồi, bây giờ trở về quê xưa muốn gửi nắm xương tàn nơi đất tổ, tình cờ gặp lại. Trời ơi, y như phim Hàn Quốc. Mà quý vị biết tình cờ gặp lại rất là bất ngờ nha. Đó, đi tập thể dục. Mà ổng là ghét đi tập thể dục lắm. Tự nhiên sáng đó nghe theo hai ông bạn ở khách sạn đi xuống tập thể dục. Đó, sớm không đi, muộn không đi. Đi lúc 4 giờ rưỡi, gặp ngay cái bà đó. Bà cũng đi tập thể dục, bà té, ổng chạy tới đỡ. Trời, bốn mắt nhìn nhau. Nhớ là chuyện của 50 năm trước. Quý vị thấy không? 50 năm như một khoảnh khắc. Cảnh giới đó ở đâu? Cảnh giới đó tự tâm mình. Những cái hạt giống đó trong kinh gọi là chủng tử, nó đã lưu vào trong tạng thức của mình, tức là nó đã được để trong cái kho, nói theo thế, nói theo cái công nghệ thông tin, tức là đã được lưu vào ở trong kho của mình, trong bộ nhớ của mình. Giờ gõ lệnh cái đó ra, có gì thấy không, nhân duyên thời tiết tới là bắt đầu hiện ra. Đã bắt đầu cái ngồi bắt đầu ôn lại. Ủa bà hả? Ủa ông hả? Trời ơi, mấy chục năm qua bà sống sao? Rồi ông như thế nào? Mừng mừng tuổi tuổi. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Cái gì thế? Nó, bây giờ mình học Phật là mình xử lý với cái đó đó. Quý vị nên mạnh dạn. Nên mạnh dạn nhìn vào cảm xúc thật của con người, những dòng chảy của tâm thức đó. Quý vị đừng có mắc cỡ, đừng có mắc cỡ, đừng có thấy này kia. Cái mắc cỡ của mình đó, xin lỗi, thực ra mình khéo che đậy, nhưng người ngoài nhìn vào cũng giống như mấy đứa con nít mà nó sợ ma. Khi mình nhát, mình hù nó che, nó chỉ cần nó che con mắt thôi, chỉ cần nó không thấy là nó an toàn, phải không quý vị? Nó còn mấy người lớn lớn hơn á, thì biết khéo cái bắt đầu bệnh mặt lại nhưng mà chừa mắt ra đó. Còn người còn khéo hơn mang kiên đèn. Quý vị không cần thiết phải làm gì, học Phật mà nhìn thẳng vào cảm xúc của mình, cái cảm xúc của mình, cái suy nghĩ của từ dòng chảy tâm thức của mình, quý vị sẽ biết rõ hơn ai hết mình đang bị chi phối bởi niệm nào. Niệm buồn, niệm giận, niệm tiếc, niệm thương, rồi niệm khó chịu, niệm dễ chịu, mình đều nhận rõ nó hết. Năng lượng đó là năng lượng của chánh niệm. Quý vị có chánh niệm quý vị mới nhận ra được, mới nhận ra được nó. Phải tập thôi, không tập là không được đâu. Mình cứ lừa cảm xúc của mình quen rồi, mình lừa cảm giác của mình quen rồi. Với lại cái người Việt Nam mình từ trước tới giờ quen cái kiểu chịu đựng. Thôi kệ, sao cũng được. Chắc sao cũng được không? Mình tự ép mình vô, rồi mình tự dằn vặt mình. Phụ nữ là mình gặp cảnh này nhiều nhất. Ở đây không phải thầy xú quý vị sống nổi loạn nha, hoàn toàn không có. Mà thầy chỉ khuyên quý vị sống tỉnh giác và quản lý rõ, quản lý chắc, nhận diện kỹ dòng cảm xúc của mình. Mấy đứa con còn nhỏ tập đi, lớn lên mấy đứa con sẽ vững chãi lắm, sẽ bình yên lắm. Dù mình vẫn đi kiếm tiền, vẫn khó khăn, vẫn gia chạm với cuộc sống, nhưng mấy đứa con sẽ thấy lòng nó thanh thản hơn nhiều, rút kinh nghiệm từ lớp người đi trước con ạ. Cho nên năng lượng đó gọi là chánh niệm đó quý vị. Thì quý vị biết tâm của chúng ta nó hiện ra đủ thứ hết, gọi là tâm hành mà. Tâm sở hành pháp, tức là những cái này nó thuộc sở hữu của cái dòng tâm thức của mình.
Nó có một cái tâm chính, nó chi phối, nó biến ra, nó xử lý và nó điều phối những cái tâm này. Tất cả là có 51 tâm hành này tuần tự phát hiện mà mình phải nhận diện cho ra. Đó gọi là niệm tâm. Quý vị muốn nghe về 51 món tâm này không? Trong đó có 11 thứ bất thiện: tham, sân, si, mạn, nghi, kiến, phẫn, hận, phú, não, tật, san, cuốn, xiểm, hại, kiêu, vân vân. Đó là 11 món bất thiện. Đâu phải là mình kiêu hãnh là xong đâu. Trong đó nó có cái tham. Mình tham cái gì biết không? Mình tham tướng, tham danh, tham lợi, nhưng mà mình khéo che đậy nó, rồi mình không thể hiện ra được, cho nên mình nén nó lại đó. Mình giận lắm nhưng mà đợi đi, sẽ có ngày cho mày thấy thế nào là lễ độ nghe con. Mày chờ đi. Mày đeo 3K hả? Xin lỗi, ta đeo 8 xô nè. Thấy ta đeo cái chiếc nhẫn sòn 3K đó, mình bây giờ mình làm 8 xô cho nó lớn hơn. K là nhỏ lắm. Cho tới khi mà mình có cơ hội bắt đầu mình thể hiện lại. Chứ đâu phải mình kiêu hãnh không đơn giản đâu. Tâm thức của mình nó chuyển biến ra bao nhiêu thứ. Rồi chúng ta giận người này, chúng ta nén lại ở trong lòng. Lâu ngày chúng ta không nói, cho đến khi bật thành tiếng khóc. Khóc không chưa đủ, chúng ta phải làm sao cho nó hả dạ. Có một Phật tử nhắn tin hỏi thầy mà thầy không biết trả lời sao. Tức là hai chị em chơi với nhau thân lắm. Thì cái chị này chỉ giúp cho cái chị bạn đó tiền. Thấy bạn mình làm ăn thất bại, giúp tiền tội nghiệp, đem hết tiền giúp, xong rồi còn mượn thêm tiền của người khác cho. Bây giờ cái người bạn này giật luôn. Chẳng những giật tiền mà còn thách thức cái người này nữa. Mà khi người bạn này tìm hiểu ra là nó không phải làm ăn thất bại mà nó ăn chơi, nó mua nhà, nó sắm xe, rồi nuôi trai. Đã như thế rồi còn chửi mắng lại cái chị này. Bây giờ hai vợ chồng chỉ gây lộn, bây giờ đang đứng trước vực thẳm của ly hôn. Chồng sao chấp nhận được vợ mình mà lén lút đem tiền đưa cho người khác phá sản, rồi mượn tiền người khác tới đòi nợ mỗi ngày. Rồi chị mới nói bây giờ con phải làm sao. Con giận lắm, bây giờ con có hai cách giải quyết. Một là sẽ tìm người xử lý nó, nó chết rồi cũng được. Cái thứ hai, phải trù ếm nó cho nó ăn không được, nó ngủ không được, nó sống không bằng chết. Trời ơi, thầy nghe thầy ghê quá. Bây giờ con bối rối lắm, gia đình con sắp tan nát rồi, nhưng mà con giận lắm, bây giờ thầy giúp cho con ý kiến, con có nên làm như vậy không? A Di Đà Phật. Thầy nghe thầy ghê quá. Cái nghiệp của mình tạo ra, tại sao mình phải giúp cho một cái người bạn mà như thế, thấy không? Cái đó cũng là cái nghiệp thôi, mình chỉ bình tĩnh lại. Giờ nó sụp đổ thì mình còn cái sinh mạng này. Mình phát hiện ra mình còn hít vô thở ra, mình còn thở. Thì mình tìm cái cơ hội để mình cải thiện cuộc sống của mình đi. Còn nó giật của mình thế nào nó cũng phải trả. Nó trả cách này, trả cách khác, không trả đời này, trả đời khác. Chuyện nó không có tránh đâu được, nhân quả rất là sòng phẳng. Thầy chưa dám trả lời tin nhắn cho chị này, thầy biết chị này đang bức xúc lắm. Thầy chỉ nói đơn giản là Nam Mô Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Thầy chỉ nói vậy thôi, tại mình đệ tử Phật mà. Chứ thầy đâu có dám nói gì khác hơn, không lẽ thầy đi suối bà này phải làm sát thủ. Phải không? Chứ mà đồng tiền nó lì như khúc ruột, người ta mất tiền, rồi hạnh phúc gia đình người ta nó ảnh hưởng. Mình ở trong cảnh đó mình mới hiểu được. Đâu phải đơn giản là chỉ đi đòi tiền, rồi tiền ta không trả rồi khổ. Cái tâm của người ta nó chuyển sang những cái trạng thái tâm lý, thấy không? Phẫn hận phú não tật sang. Tức là giận đủ thứ hết. Những cái món cái tâm này nó làm cho con người ta không bao giờ bình yên được. Rồi trong đó mình có cái tâm sở thiện. Tâm sở thiện là tính tàm quý vô tham vô sân vô si, cần khinh an bất phóng dật bất hại. Nó có những cái tâm sở thiện, nhưng mà thường cái tâm sở thiện nó lu mờ, tại vì nó không có đáp ứng yêu cầu hưởng thụ tham dục của chúng ta. Mà mấy cái tâm sở bất thiện thì nó lại rất nhiệt tình chăm sóc chúng ta, cho nên chúng ta dễ dàng rơi vào vòng tay kẻ lạ, tức là rơi vào những cái gọng kềm của bất thiện pháp. Chính vì lẽ đó, chúng ta phải để ý tới
cái sự biến chuyển ở trong tâm thức của mình, mình phải nhận dạng và phải thấy rõ được nó có gì. Mình phải có khả năng này. Khi mình nhận dạng ra được nó rồi thì chúng ta chỉ nói đơn giản: à, tôi đã biết anh là ai rồi. Đơn giản thôi. Mình biết rồi, để làm gì? Để chúng ta tìm ra được cái cơ hội chặn đứng dòng tâm thức đó bằng cách hóa giải nó, chứ không có thể thủ tiêu được nó đâu quý vị. Không thể thủ tiêu được nha quý vị. Đừng có tưởng là chúng ta tu, chúng ta niệm Phật là chúng ta hết nghiệp chướng. Không có. Chúng ta sẽ hóa giải được nó, hóa giải được hết quý vị. Chỉ cần mình bình tĩnh, mình sẽ thấy được cái ý niệm của con người trong từng dòng suy nghĩ. Nó rất là quan trọng. Và chúng ta chuyển đổi thôi. Hãy cái ly nước đó nó đầy rồi, chúng ta đổ nước khác vô thì nước trong đó nó tràn ra. Tự động nó tràn ra, chứ chúng ta không cần phải ép đổ nước đó đi. Chúng ta đổ nước khác vô thì nước ở trong ly nó sẽ tràn ra. Tâm của chúng ta đầy những rác của sân, của tham, của ghen, của hận. Bây giờ chúng ta tưới tẩm nó vô bằng dòng nước từ bi, bao dung, tha thứ. Tự động tham sân đó nó sẽ tràn ra. Tự động nó tràn ra thôi, chúng ta không cần phải ép nó nữa. Đó là một cái khả năng đặc biệt của con người. Khi chúng ta nhận định ra được cái vấn đề năng lượng của tam vô lậu học, chỉ có cách đó quý vị mới có thể buông xả được. Cho nên cái năng lượng của giới định tuệ hay là niệm định tuệ có khả năng giúp cho chúng ta thoát khỏi sự hệ lụy của thế giới mình đang sống. Thế giới này, thế giới tự tâm của mình, của một gia đình nhỏ của mình. Cho nên mỗi con người là một thế giới mà. Trong tâm của chúng ta là một thế giới. Duy Thức Học giải thích rất là rõ. Một con người là một thế giới, một chủ thể là một thế giới. Quý vị thấy có bao nhiêu cảnh nó diễn ra trong tâm mình, thành bại, hơn thua, được mất, thương ghét, diễn ra liên tục ở trong tâm mình. Cho nên mỗi một con người là một thế giới là chính xác quý vị. Chúng ta đã có được cái nguồn năng lượng này, chúng ta định dạng được nó, chúng ta sẽ có thể hóa giải được nó. Đây mới thật sự là sự bận rộn lớn nhất của người tu. Chứ đừng có tính đi kiếm tiền, lo lắng này kia cái nọ mới là bận rộn. Người tu chúng ta có nhiều thứ bận rộn lắm. Nhưng mà quý vị thử nghĩ, có ở ngoài đời người ta bon chen, người ta đi kiếm tiền, kiếm tình, người ta kiếm danh, kiếm vị, người ta mới bận rộn. Còn mình bỏ hết mình vô chùa tu, mình bận cái gì? Cho nên có nhiều Phật tử cứ nói là con thấy thầy bận quá này kia cái nọ, con không dám làm phiền. Thực ra bận là cái công việc. Công việc hàng ngày thầy phải làm như vậy. Nhưng mà công việc đó thì mình cũng có thể bỏ xuống được, mình cũng có thể dừng lại được. Vì công việc đó do mình làm mà, phải không? Đằng này trời, người ta bận gần chết, người ta bỏ hết, người ta đi tu, tự nhiên đi vô tu cái bận tiếp. Vậy thôi tu làm gì nữa? Không phải vô trách nhiệm đâu quý vị. Nhưng mà ở đây mình ý thức được cái công việc của mình làm. Mình không để cho công việc nó trói mình, nó dẫn mình đi, thì mình mới làm chủ được cái công việc, mình mới thoải mái được. Chứ bây giờ thí dụ như lát nữa mình đi cấp cứu rồi, công việc ai làm? Phải không? Thầy thấy có nhiều Phật tử lâu lâu thầy mới gặp, thầy nó hỏi sao? Trời, lúc nào con bận lắm thầy, con thấy nó còn rảnh đến giờ phút nào. Thầy nói lỡ ngày mai con đi cấp cứu rồi, bận kiểu gì con? Cũng phải buông thôi. Mấy người Phật tử nói trời thầy đừng nói gỡ nha. Thầy nói sự thật chứ, xin lỗi cấp cứu là hên, chết luôn kìa con. Họ đại kỳ cái tiếng chết lắm. Thầy nói làm gì mà sợ, sống tức là chết mà, có gì đâu phải không? Sống qua một ngày là mình chết đi ngày rồi, thời gian đó đâu có trở lại đâu. Nó mình sống qua một năm là mình chết đi một năm rồi, mình tiến dần tới nghĩa địa năm rồi. Sống là chết mà. Vậy mà chúng ta không có để ý, chúng ta cứ bám víu. Bám víu làm sao chúng ta giải thoát được? Cho nên quý vị thấy học Phật từ cái chỗ giới định tuệ, chúng ta sẽ thấy rõ được rằng chúng ta cần phải buông bỏ. Mình đeo trên vai mình quá nhiều, cho nên mình mới tham. Khi mình không được như ý muốn mình mới giận, mình mới ghét, mình mới hờn người này, mình trách người khác. Buông bớt xuống đi, bỏ bớt đi. Quý vị sẽ cảm thấy lòng thanh thản lắm. Quý vị đi ra Huế đó, thầy đề nghị quý vị tìm tới một ngôi chùa. Quý vị biết chùa gì không?
Chùa Từ Hiếu. Tại sao thầy đề nghị quý vị tới ngôi chùa này? Người khai sơn ra chùa Từ Hiếu là ngài Tăng Can Nhất Định. Hòa thượng Nhất Định được vua mời vào trong cung giảng và xây chùa cho ở và phong cái chức gọi là Tăng Can, tức là một cái chức quan của người tu đó, và làm tăng can của nhiều chùa ở trong thành nội ở tại kinh đô. Nhưng quý vị biết ngài chưa tới 60 tuổi, ở cái tuổi cống hiến rất nhiều, từ giả vua, bỏ hết sau lưng tất cả những quai quyền, trở về cái núi đó lập cái am an dưỡng để chăm sóc cho mẹ của mình, dựng một cái am tranh nhỏ. Các quan lại tập trung tới, vua tới đó xây chùa, ngài cũng nhất định không chịu và từ chối chấp nhận cái sự thỉnh cầu cúng dường của các vị đó, cậu trả sự cúng dường lại. Tất cả lợi lộc, quyền danh, tước vị buông hết. Đây là điểm son của ngài Tăng Can Nhất Định. Và cái am an dưỡng trở thành cái nơi mà mọi người hướng về đó bằng cả cái niềm tôn kính đối với ngài Nhất Định. Một lòng chăm sóc cha mẹ, cho mẹ già, xin lỗi chứ không phải cha, cha ngài mất từ nhỏ, nuôi mẹ của mình ở bên một cái ao đó. Trước chùa Từ Hiếu còn cái ao đó quý vị, cái ao đó xứ cất cái am tranh đó. Và ngài ăn rong, vớt rong lên ăn để chăm sóc, để nuôi mẹ. Cho nên sau đó vua mới xây chùa, sau khi ngài mất mới sắc phong là Từ Hiếu Tự. Và 13 vị thái giám mà đem hết tiền của tích góp một đời đổ vô đó để xây chùa, cho nên ở đó gọi là Thái Giám Thập Tam Lăng, có 13 ngôi mộ của 13 vị thái giám xây cái ngôi chùa Từ Hiếu đó. Quý vị nên đến đó để mình đảnh lễ giác linh của tổ Nhất Định, là một cái vị tu hành mà bỏ lại hết tất cả những danh vọng, địa vị, hơn thua hận thù của cuộc đời. Dù là vua đó, vua trọng dụng ngài, ở tại triều đình đó, vua nhớ ngài vô cùng, mời ngài vào cung, ngài cũng nhất định từ chối không vào cung. Vua phải đích thân đi tới cái rừng núi đó để thăm ngài, không màng tới danh lợi mà. Đó mới là hạnh phúc, đó mới là nền tảng. Biết buông bỏ xuống như thế mới an lạc, mới hạnh phúc. Các quan xin tới lập chùa, ngài nói thôi thôi, tiện nghi tôi đã có quá nhiều rồi, và tôi cũng đã bỏ lại sau lưng rồi, chính tôi đi tìm cái thanh bần an nhàn này, xin các ngài hãy để cho tôi được đi trên con đường của tôi đã chọn. Chứ làm tăng can ở trong triều đình mà sao không được bổng lộc nhiều. Tăng can là dạng như là quốc sư chứ không phải giỡn đây nghe quý vị, là thầy của vua đó, bao nhiêu người phải trọng nể chứ đâu phải giỡn đâu. Dạy đạo cho vua mà, coi sóc cái ngôi chùa ở trong hoàng cung đó cho vua, để vua mỗi ngày tới học đạo. Ngài bỏ hết tất cả, ngài quay trở về để mà ngài thực tập cái sự an định ở chỗ núi rừng, ở chỗ núi rừng một mình thôi. Ngài từ chối thẳng, thôi thôi, tiện nghi tôi đã có hết rồi, nhưng tôi đã bỏ lại sau lưng, thì xin các ngài đừng có kéo tôi trở lại, để cho tôi được thanh thản với con đường mà tôi đang đi. Câu nói hay vô cùng, chỉ có ngài Nhất Định thôi. Cho nên cương quyết không cho các quan lên lập chùa, cúng dường cái gì ngài trả lại hết. Đây là phải nói đạo hạnh của ngài Tăng Can Nhất Định. Tên của ngài là Nhất Định, rất là hay. Chúng ta có nhiều vị thiền tăng rất là nổi tiếng ở trong miền Nam cũng vậy, chẳng màng tới danh vọng địa vị gì hết, bỏ hết. Chúng ta có ngài Thiệt Diệu Liễu Quán, quê từ Phú Yên đó, ra chùa Ấn Tôn ở tại kinh đô Huế Phú Xuân học thiền với là ngài Minh Hoằng Tử Dung. Chùa Ấn Tôn bây giờ đổi tên là chùa Từ Đàm đó, đắc pháp với là ngài Minh Hoằng Tử Dung, mới lập ra cái dòng thiền gọi là dòng thiền Lâm Tế Liễu Quán, mà miền Nam gọi là Tế Thượng Chánh Tông, truyền thừa cái dòng kệ Thiệt Tế Đại Đạo Tánh Hải Thanh Trừng Tâm Nguyên Quảng Nhuận Đức Bổn Từ Phong.
Ngài thiệt diệu lưu quán. Vua mời ra cung ngài 3 lần, vẫn từ chối, không tới, không ra. Giữ đạo an bần. Mộc Y Sơn Nhân thiền sư, tức là thiền sư tu trong rừng dựng cái am tranh, kết vỏ cây lại làm áo mặc rất là nổi tiếng. Vua mời ra kinh đô để thuyết pháp, nhất định không ra. Tức là chấp nhận buông bỏ thì mới được giải thoát, còn không buông bỏ thì làm sao được bình yên quý vị. Cho nên quý vị thấy trở lưu lịch sử, mình thấy được đời tu tập của các vị tổ rất đáng để chúng ta noi theo. Bây giờ thầy nghĩ rằng các Phật tử đã vướng nhiều ở trong cuộc sống, chúng ta phải tập bỏ. Hễ vướng nhiều thì phải bỏ nhiều. Mình vướng nhiều, mình lại cố thủ, mình không bỏ, thì sự nghiệp giải thoát của chúng ta ở xa lắm quý vị. Chúng ta bỏ cái gì? Bỏ bớt đi những giận hờn, bỏ bớt đi những hưởng thụ, bỏ bớt đi những tranh chấp, cho lòng mình thanh thản. Mình hướng tới vô thường, mình quán niệm vô thường, mình sẽ thể nghiệm và thâm nhập được vô thường. Thì bỗng dưng cái sự bỏ, buông bỏ của chúng ta nó bình thường lắm. Chứ còn trong cuộc sống này mà khi mình bỏ đi cái tiền bạc, cái địa vị, cái thu nhập của mình khó lắm. Xin lỗi hai chị em thôi, chị em ruột thịt thôi, kinh doanh một ngành nghề thôi, cũng đã có sự cạnh tranh ở trong đó rồi. Không phải đơn giản. Khi mình bỏ là khó bỏ lắm. Giống như chùa thầy giờ đó, quý vị thấy không? Giờ kêu thầy bỏ, sao thầy bỏ được? Quý vị thấy, nói một đường, nhưng mà thực tập là một vấn đề lớn. Cho nên học Phật cần ở chỗ thực tập này. Chúng ta mới có cái khả năng để tiếp xúc với tuệ giác. Chúng ta mới có cái cơ hội để sống ở trong tuệ giác. Đó mới gọi là học Phật. Có một mùa xuân nọ, Đức Phật với lại khoảng 50 thầy tỳ kheo, một buổi sáng rất là đẹp trời, Đức Phật cùng với 50 thầy này đi vào trong làng khất thực. Thì quý vị biết khi Đức Phật đi vào làng khất thực thì tình cờ gặp một cái ông trưởng giả. Ông này cũng giàu có. Thì quý vị biết là ông sáng đó, ông ra lệnh cho hết những người thuộc hạ của ông đem bò ra ngoài đồng cày ruộng. Mà đất của ông là cò bay thẳng cánh, cho nên ông có đến 3.000 con bò. Thì quý vị nghĩ có đất ruộng bao nhiêu? Đó, tài sản của ông mà tới 3.000 con bò mà đi cày ruộng, thì nhân công của ông nó đông đến cỡ nào? Quý vị thấy nó mênh mông đó không? Đâu phải là ít đâu. Thì buổi sáng đó Đức Phật cùng với lại Chư Tăng đi khất thực, ơ bình bác đi vào trong thành khất thực. Thì gặp phải các ông trưởng giả này quý vị. Thì ông thấy Đức Phật không có giống như những người khác. Ông nhìn với cái con mắt rất là kỳ. Theo lẽ là mình thấy Đức Phật ung dung ôm bình bát, thứ tự đi vào làng khất thực, chúng ta khởi tâm cung kính bằng cái niềm tin vững chắc, chúng ta đảnh lễ Đức Phật và chúng ta phát tâm cúng dường. Nhưng mà ông gặp Đức Phật, cái ông có cái suy nghĩ lạ lắm. Ông bực tức cái gì ở nhà đình ông? Ông nói với Đức Phật như thế này: tôi với bao nhiêu người làm cực khổ như thế này, còn ông với mấy cái ông thầy chùa đầu trọc kia không có làm ăn gì hết, cứ ơ mình bát đi xin, chẳng làm lợi ích gì cho ai. Tự nhiên ông nói vậy, ổng khó chịu lắm. Ổng thấy là ổng với lại cái kẻ giúp việc của ổng mấy trăm người đi ra đồng cày ruộng 3.000 con bò, người nào chăn bò cho ăn, người nào đi cày là cày, đi cấy đi cấy. Tự nhiên bây giờ cái ông này đi dẫn mấy chục người ôm bình bát đi, mà đi giống như bất cần đời, không ngó ngàng gì tới ai, đi từ từ ôm bình bát, kỳ vậy. Ổng chướng mắt quá, ổng nói liền. Ông nói với mọi người là mình làm việc cực lực như vậy, còn mấy ông thầy chùa này chẳng làm ăn gì hết, chẳng có làm gì lợi ích cho xã hội. Ông này ông không có ý kính trọng Đức Phật và xem thường Đức Phật. Ông nói thẳng với Đức Phật như vậy. Cái Đức Phật mới nói này: ông bạn, tôi cũng cài đấy chứ,
Chúng tôi cũng cài cũng cấy đấy chứ. Chứ chúng tôi có phải ăn không ngồi rồi đâu. Chúng tôi cũng ngày đêm đem đi đem bò đi chăn, đem ách ra trồng lên trên cổ của bò. Chúng tôi cũng đem cài này ra đi cài ruộng. Đó, chúng tôi cũng có gieo hạt, chúng tôi cũng bón phân, chúng tôi cũng tưới nước. Cho nên chúng tôi mới có ăn. Đó. Ông nói tôi có thấy đâu. Các ông không làm gì hết mà ngày nào cũng ôm quần bát rất là bự. Mỉa mai vậy. Tại vì ăn bữa mà cho nên ôm quần bát bự lắm. Ngày ăn bữa, bữa chiều không ăn cho nên phải dồn để ăn một bữa trưa thôi. Ông nói tôi đâu có thấy gì đâu. Mà tôi thấy các thầy là Nga nào cũng ôm quần bát. Ôm bự nữa. Đức Phật nói nè ông, chúng tôi vẫn có cài có bừa. Chúng tôi vẫn có gieo có cấy. Phật họ nói vậy đó. Là ông nói đâu, bò đâu, hạt giống đâu, cài đâu, sao tôi không thấy. Phải nói cái ông này cũng ngang ngược vậy. Sao ông hỏi, ông hỏi mà tra vấn Đức Phật như vậy đó. Quý vị biết các thầy tỳ kheo rất là khó chịu. Thì Đức Phật mới nói này, tôi nói cho ông biết, tâm của chúng tôi là ruộng. Và chúng tôi gieo trồng lên trên mảnh đất ruộng này bằng chính những cái hạt giống của thiện tâm. Tôi đem những cái ý niệm tốt làm hạt giống để gieo lên trên mảnh đất tâm này. Như vậy tôi vẫn là cái người gieo trồng. Ông thì gieo trồng theo mùa, còn tôi không có mùa mà tôi gieo trồng trong từng ngày, từng phút giây một. Tôi không phải gieo trồng để cho tôi gặt hái, mà tôi gieo trồng, tôi cấy cày để cho cả xã hội được hưởng và được gặt hái lấy cái quả từ nơi hạt giống thánh thiện trên mảnh đất tâm của chúng tôi. Ông ngạc nhiên không hiểu Đức Phật nói gì. Đức Phật nói sự im lặng của chúng tôi, sự nhẫn nại của chúng tôi, ngày ngày ôm bát dầu làng khất thực, ai cho cái gì thích hay không thích tôi không khởi ý, giàu hay nghèo cho tôi không phân biệt. Tôi chỉ biết nhận cái đó ăn để no và lặng lẽ ban đêm thiền quán để diệt đi những tham dục, những tham vọng của con người. Cho nên tôi ngày đêm luôn canh tác cái mảnh ruộng đó bằng chánh niệm, bằng giới, bằng định, bằng tuệ. Giới định tuệ đó là những lưỡi cài sắc bén của chúng tôi. Và từ đó hạt giống của chúng tôi được nảy mầm. Và khi mọi người gặt lấy những hoa trái này, họ sẽ biết sống tha thứ, biết sống yêu thương, biết sống thông cảm, biết sống hiểu biết và chia sẻ với mọi người một cách thật lòng và chân tình không đòi hỏi. Phải nói bài kinh này rất là hay. Đọc bài kinh này mà mình hiểu được từng lời của Đức Phật, nó nhẹ nhàng mà quý vị thấy cái sự kích động của các ông chủ này đâu phải đơn giản. Một khi ổng trở thành một ông chủ giàu có, nắm kinh tế của một vùng, quý vị biết tiếng nói của ổng bao lớn. Nó ảnh hưởng tới quan chức đó. Tại ổng đóng góp nhiều, ổng lo nhiều công ăn chuyện làm cho dân làng, ổn định đời sống của dân chúng. Quý vị biết kinh tế bao giờ nó cũng nắm chính hết. Đức Phật phải giải thích cho ổng biết được cái mảnh ruộng của người tu, người học Phật là gì. Đó là tâm của mình. Hạt giống đó là thiện tâm của mình. Cây cài đó là giới định tuệ. Như vậy mảnh đất này lúc nào cũng mở ra, hạt giống này lúc nào cũng có thể gieo, và lưỡi cài này lúc nào cũng có thể làm. Và người mà nông dân làm là chúng ta. Chúng ta cài trên mảnh đất tâm của mình bằng cái sự tinh tấn qua ba phương tiện giới định tuệ. Ngày đêm vẫn như thế, nắng mưa không phai lòng. Quý vị thấy không? Câu chuyện này Đức Phật dạy cho chúng ta rất quan trọng trong vấn đề tu tập.
Cho nên quý vị thấy được rằng ngày xưa đó cúng dường Đức Phật đâu có đơn giản. Ta phải chất vấn, khi cái ông triệu phú này nghe Đức Phật nói như thế xong, ông phát tâm, ông phát tâm cúng dường. Ông nói, vậy à, cho tôi xin lỗi. Vậy thì trưa nay xin mời ông với những người này ở lại đây ăn cơm. Tôi sẽ nhường những phần ăn ngon nhất của tôi cho ông. Quý vị nghĩ Đức Phật có nhận sự phát tâm cúng dường của ông này không? Đức Phật không nhận. Đức Phật nói, chúng tôi đi thuyết pháp không phải để đi cầu một bữa ăn ngon. Xin cảm ơn ông. Đức Phật cúi đầu chào rồi lặng lẽ tiếp tục đi cùng các thầy vào trong thành để khất thực. Cái hình ảnh của Đức Phật rất đẹp làm sao? Đức Phật khẳng định rõ với lại cái ông này, không phải là tôi nói cho ông nghe để ông hiểu ra rồi ông cúng dường cho tôi, không phải. Không có chuyện trường hợp đó. Còn Phật tử bây giờ muốn cúng dường là phải tìm hiểu. Tìm hiểu xong rồi cúng dường mà nghe gì đó còn rút lại, ngắt déo lại. Tại vì có mấy Phật tử kể thầy nghe nói, thưa sư phụ, con phát tâm con cúng dường ở chùa đó 10 đồng. Nhưng bây giờ con nghe ra chùa đó nó lùm xùm quá, con cúng 5 đồng thôi. Vậy con có bị mắc nợ không? Đâu bây giờ có mắc nợ không? Có. Cho nên cứ đem 5 đồng ra tới cúng dường sư phụ là xóa nợ. Mặc dù hứa ở chùa kia nhưng mà cúng ở chùa này. Trời ơi, cúng dường mà nghe xong rồi còn rút lại.